Xin giới thiệu với các bác là clip số 6. Clip này nằm trong cái bộ cây công trình, cây cảnh hàng độc hàng nạ. Giờ cái clip này mình xin giới thiệu với các bạn là đây là cây vú sữa. Đó, cây vú sữa này thì cái dáng và cái rễ của nó như thế này. Đó, các bạn thấy là cũng là khá là đẹp. Đó, và nó cũng là có cái hốc, có cái độ xù xì của nó. Cái gốc này thì theo mắt thường của mình thì cái vanh của nó rơi vào tầm khoảng 60. Đường kính vanh khoảng 60. Đường kính vanh gốc to nhất. Đó. Đấy. Các bạn nhìn tổng quan một chút nhé. Đó. Đây là những cái mầm nó nở lên. Cái này đánh về đây đã sống ok rồi. Đấy. Bên mình thì đó. Cái này thì nó là dáng nghiêng. Đó, cái bệ của nó này. Đó. Cái bệ nó và cái cành. Rồi những cái cành này nghiêng đổ rất là đẹp. Đấy. Các bạn thấy mình để đây cho nó, các bạn nhìn cái thế của cái cây này, nó mang tính chất tổng quan một chút. Đó. Đó. Clip số 6 này mình sẽ giới thiệu với các bác, ai có nhu cầu hoặc giới thiệu sẽ có phần trăm, hoặc ai có mua trực tiếp thì sẽ có ưu ái. À, bên nhà thì có rất nhiều những cái cây cổ thụ công trình, các bạn thấy là rất là nhiều. Đó, những cái cây này rất là to. Đó. Cây này, những cây này rất là to và xe cẩu kia đấy, thì các bạn yên tâm là các bạn sẽ tìm được đúng cái nơi mà làm về cây công trình. Đó. Đấy, cái độ xùn xì, độ vỏ của nó thì các bạn thấy là cây này rất là đẹp, cái vỏ của nó rất là đẹp. Gốc của nó rất là đẹp. Giới thiệu với các bác là cây này cây vú sữa. Mình sẽ đổ đáng nghiêng. Clip số 6 này mình xin giới thiệu với các bác là cây vú sữa với cái đường kính là 60 và dáng nghiêng 3-4 thân, 3 thân trực và mấy cây kênh, cái cành tà trông như kiểu là một cái độ cong rất là đẹp. Đó. Anh em có nhu cầu alo 0163 5305982. Ok, các bạn hãy đăng ký cái kênh này của mình về cây công trình bonsai hàng độc hàng nạ. Các bạn sẽ alo và bên mình sẽ phục vụ. Tổng đài là 0163 5305982.